Đường Phu Lân cười sẽ nói là ngài thủ hạ thủ lưu tình mới đúng. Hồ Kiệt than thở một tiếng, từ khi 5 năm trước kế nhiệm hiện vị ở đây về sau, ta đã có rất ít cơ hội động thủ rồi. Có thể cùng với môn chủ còn trẻ như vậy Tuấn Kiệt luận bàn, ta thật sự chính là rất mong đợi đấy. 5 năm trước, vì hắn là mình và cùng với bạn bè đã tham gia cái kia giới giải thi đấu về sau, trong lòng của Đường Phu Lân khẽ nhúc nhích, mà khi đó hắn giống như rất nhanh thì mất tích, tại trong lòng cốc một đợi ra chính là 3 năm. Lúc ấy, Đường Môn phân bộ bên này thay đổi lãnh đạo xã, sẽ không cùng với mình mất tích có quan hệ chứ. Vừa nghĩ, Đường Phu Lân một đêm mỉm cười rồi nói, ta cũng rất mong chờ đấy. Hồ Kiệt cười rồi nói, ta đây sẽ không cùng với môn chủ khách khí, môn chủ mời. Vừa nói, hắn hướng Đường Vũ Lân làm ra một cái đưa tay dấu hiệu xin mời. Hứa Thiên Ngôn tại Nhạc Chính Vũ bên tai thấp giọng nói, ngươi nói xem lão đại này vừa mới thứ nhất là đập phá quán, thật là tốt sao, ngài nói hắn là biến thành huyết long về sau, ta cũng sắp là không biết hắn rồi đó. Nhạc Chính Vũ cười rồi nói, là chúng ta chênh lệch trở lên càng lớn mới đúng, cha mẹ của hắn lúc này qua đời, thời điểm đó ta thật sự lo lắng hắn khống chế không nổi tâm tình của chính mình, nếu lại hóa thân thành huyết long thì phiền toái. Ngay đó kêu hắn đấy là nhì sao, na nhì không phải mất tích thật lâu, vẫn luôn luôn hỏi hắn đều không có cơ hội. Hứa Tiểu Ngôn lại nói, hắn cũng không nói, thậm chí thần bí vậy, xem một chút đi, không mất không chế lão đại rốt cuộc là có bao nhiêu mạnh, một trận chiến đấu này thì có thể đã nhìn ra. Mạnh phi thường nhất định sẽ vượt qua các người tưởng tượng đó, ta dài không biết lúc nào bù lại. Ồ, người đã biết sao, Nhạc Chính Vũ bĩu môi khinh thường, ta sẽ về mặt lúc này thần bí nói, ta đương nhiên biết bởi vì ta cùng với lão đại có tương tự năng lực, tu vi của các người quá thấp tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được. Hứa Tiểu Ngôn tức giận, khiêu khích đúng hay không, đánh người không có thường lượng. 292, ai sợ hãi, ta giải lúc này mặt đầy đắc ý. Từ khi hắn vô hồn thức tỉnh ra vì thời không chỉ lòng về sau, đối với năng lực của Hứa Tiểu Ngôn là có chỗ khắc chế. Hứa Tiểu Ngôn sao trưởng vô hồn, mặc dù có tuyệt đối thành lập tính đại sát khí, nhưng nếu như không cách nào tỏa định, tự nhiên cũng liền không phát huy ra được uy lực. Thời không chi long làm cho tạ giả trở thành kích thách giỏi nhất. Nếu quả như vậy mà đánh nhau, Nhạc Chính Vũ lúc này chưa chắc có thể bảo vệ được nàng. Không, một chọi một. Âm thanh của Nguyên Đơn Dạ Huy từ lời không xa thổi qua tới. Tạ giả lúc này lập tức sụp đổ mặt. Cục cưng á, ngươi không lên như vậy vô tình được không? Đêm qua chúng ta còn... Ngươi muốn chết phải không? Nguyên Đơn Dạ Huy lúc này vừa nghĩ đến đêm qua người nào đó mặt xây mày rán, lại cần không phải mục đích thân mình, lại nói cái gì đó coi như là làm mình biến thành thái thần cự viện cũng muốn hôn các loại, liền giận không nổi là chỗ phát tiết. Được rồi, ta sai rồi. Tạ giả lĩnh hót tiến tới, đàng hoàng đứng ở bên Nguyên Đơn Dạ Huy bên người, một bộ tiểu làm nhân bộ dáng. Mặc kệ người, Nguyên Đơn Dạ Huy lúc này quay đầu đi chỗ khác, nhưng khi Tạ giả lặng lẽ đưa tay qua đến lắm tay của nàng lúc này, cái thứ nhất tuy rằng nàng bị đẩy xa, nhưng cái thứ hai lại gòm góc lúc tới, nàng cũng chỉ là tính cách tượng trưng già dãn dãi, liền tùy ý mà nắm hắn. Nhìn dáng vẻ của bạn hắn, Hứa Thiên Ngôn nhịn không được che miệng cười khẽ, hai người này, một cái mặt dày mày dạn, một cái chết vì sĩ diện. Nguyên Đơn Dạ Huy ngoài miệng nói hùng, nhưng trong thực tế hiện tại nàng đã rất ít biết biến thành ra cái kia trùng tính bộ dáng. Tuyệt đại đa số thời gian đều là dùng mỹ nữ thiếu nữ hình giá là kỳ nhân. Thái thần cự viên vũ hồn tại mọi người lúc tỉ thí cũng đã dùng rất ít. Đoạn lạc tiên sơ biến thân cũng là ngược lại là hơn nhiều. Mà thái thần cự viên trước kia có thể là của hắn chủ vũ hồn. Rất rõ ràng, tình cảm của bọn hắn cũng vẫn luôn luôn tại ấm ến. Tạ Sải thông minh bực nào, thái độ của Nguyên Đơn Dạ Huy liền những người khác đều không thể nào gạt được. Cái đó còn có thể giấu giếm được hắn đâu. Trên thực tế, Nguyên Đơn Dạ Huy một bực rất hưởng thụ bị hắn dịnh theo đuổi cảm giác. Tạ Sải tự nhiên cũng sẽ có cố gắng phối hợp rồi. Lúc này Đường Vũ Lân cùng với Hồ Kiệt đã đi đến giữa sân bãi. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó rơi tại bọn họ trên người. Đường Vũ Lân cùng với bạn bè đứng ở một bên, Đường Môn tình là đế quân đám người cao tầng này đứng ở trong tại một bên khác. Nhưng thứ này là vị phong hào đấu la đối với cuộc tỉ thí này cũng rất tò mò. Vị này trẻ tuổi môn chủ mới vừa rồi vừa vặn đã đến muốn gương mặt ra thật sự lực lượng. Cái này giống như có một chút kỳ quái, tỏ ra hấp tấp nhưng mà lúc này cũng giống như là tự tin biểu hiện. Không thể nghi ngờ, trận chiến này nếu như Đường Vũ Lân rất nhanh thì thua trận tranh tài. Như vậy đối với uy tín của hắn đã là đả kích xa to lớn. Mà một đại đội lực lượng của chính mình đều không nắm chắc liền kinh xuất ra khiêu chiến người. Thật sự chính là thích hợp làm môn chủ sao? Nhưng hắn nếu như có thể trở thành môn chủ, rất hiển nhiên không giống sẽ là như vậy. Cho nên các vị phong hào đấu la cũng đều rất tò mò muốn thấy được. Vị môn chủ này cứu có thể là hiện tại ra thực lực như thế nào? Có hay không có thể khiến cho người ta vui lòng phục tùng? Môn chủ, chúng ta bắt đầu thôi. Hồ Kiệt lúc này mỉm cười với Đường Vũ Lân cười xong. Được,
Đường Phúc Lân gật đầu, bên trong luận bàn cũng không cần cái gì trọng tài. Song phương tại hơi thở lúc này bắt đầu hai chữ thời điểm, sẽ cùng lúc thả ra vũ hồn. Từng phong hồn hoàn từ dưới chân của Đường Phúc Lân bay lên trên. Bốn cái màu đen, một cái màu vàng lục, ba cái màu vàng cam, liên tục tám cái hồn hoàn xuất hiện ra, sáng ngời tuôn rất nhiều người trước mắt. Lúc này ban đầu hồn hoàn chính là màu đen, một điểm này mọi người có thể tiếp nhận, có thể khi bọn hắn chứng kiến ra cái kia màu vàng lục cùng với màu cam kiểm soát hồn hoàn thời điểm đó, các vị đường môn tinh là đế quốc đám người cao tầng cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Màu cam kim sắc hồn hoàn ý vị như thế nào bọn hắn đã biết, chỉ có hung thú cấp bậc hồn linh mới có thể có loại màu sắc này hồn hoàn. Thế nhưng mà cái loại kia lục màu vàng vậy mà cái quỷ dị gì vậy? Đến cuối cùng là tình huống như thế nào có thể có như vậy hồn hoàn xuất hiện? Mà bên kia, Hồ Kiệt dưới chân đã bay lên 9 cái hồn hoàn, sau cái đen và 3 cái đỏ, cao cấp hồn hoàn phân phối, hiện ra hắn chỉ ít là có một cái 10 vạn năm hồn linh tồn tại, không hổ là đường thở nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Luận hồn hoàn làm cho người ta kinh ngạc trình độ, không thể nghi ngờ là Đường Vũ Lân càng mạnh hơn, nhưng hắn cũng cho thấy chính mình hồn đấu la tầng thứ tu vi. Hồn hoàn ở trên có tuyệt đối chênh lệch, một vị là cấp 98 sư cấp đấu la, một vị khác tức thì chỉ có 8 cái hồn hoàn đấu la cấp đố, nghe vào hơn 80 cấp cùng với 98 cấp kém xa không phải là đặc biệt nhiều, nhưng trên thực tế, hai người này sự chênh lệch nhiều trước là một trời một vực, liền phong hào đấu la cấp độ cũng không có, vị môn chủ này lại giống như là hơi yếu. Ngoại trừ bên ngoài Hồ Kiệt, những người khác là không biết Đường Vũ Lân số tuổi thực lực, cho nên đối với hắn cho thấy tu vi đều hơi nghi hoặc một chút, hiện tại thì bọn hắn chỉ muốn nhìn một chút, vị môn chủ này tại vì chỉ có 8 cái hồn hoàn dưới tình huống, có thể tại công kích của tiểu diện đấu là trước mặt kiên trì bao lâu. Hồ Kết nhìn xem trên thân của Đường Vũ Lân hồn hoàn hào quang cũng là hơi sững sờ. Lục vàng sao, đó là cái gì? Có hung thú hồn linh hắn cũng không ngoài suy đoán. Đường Vũ Lân lúc này có thể trở thành đường môn môn chủ, nội tinh tự nhiên không giống bình thường. Thế nhưng mà cái màu vàng lục này tại hồn hoàn trên người giống như có bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Trong truyền thuyết, lúc trước linh băng lỗ là Hắc Vô Hạo đã từng có được một cái trăm vạn năm hồn hoàn, có thể cái kia như trước bạch kim sắc đấy, cũng không phải là màu lục vàng, các loại này tồn tại đặc thù. Hồ Lương Chú, ta tới rồi. Đường Phu Lân hướng về Hồ Kiệt đánh chết ra một cái động tác tay, tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã xài bước ra. Uỳnh một tiếng, mãnh liền khí bạo này âm thanh lập tức từ giữa sân vang lên trên. Tiếp theo một cái khí bạo cũng không phải là đến từ hai người vào chám, mà là tớ tư ở vừa rồi. Bước ở trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân khi mà hắn xài bước ra, thân thể thông ra thời điểm. Vậy mà đụng không khí sinh ra như vậy một tiếng nổ vang. Chỉ thấy hắn lăn ra mặt ngoài, nhanh chóng bao trùm ra tầng một vảy màu vàng. Dáng người cũng theo đó phình to ra, to lớn nắm đấm ra hóa thân thành long chảo cầm nắm tư thái. Cơ hồ là tại khí bạo tiếng vang lên trên tiếp tục này, liền đến đường trước mặt Hồ Kiệt, quá là nhanh, siêu âm tốc độ, đơn giản trực tiếp càng mang theo một loại khó có thể hình dung ra khí phách. Thật nhanh, tất cả mọi người trong đầu hiện ra chỉ là có cái này ý niệm trong đầu. Bên này khí bạo âm thanh chuyển tới lúc đó, quả đấm của Đường Vũ Lân đều đã đến trước mặt của Hồ Kiệt. Chỉ có A như hàng nhãn tình sáng lên trên, tương muốn trong nháy mắt này cất bước liền vượt qua tốc độ âm thanh. Đây chính là bản thể tông tuyệt học, là đem người tăng lên trên tới cực hạn về sau mới có hiện tượng, chẳng lẽ nói tiêu sư đệ này đã luyện thành tiên thiên mật pháp rồi sao? Đường Vũ Lân đương nhiên vẫn chưa luyện thành, thế nhưng mà Kim Long Phượng huyết mạch xào phó chắn lực lượng kinh khủng cùng với bản thể tông tiên thiên mật pháp kết hợp, kia chân kính uy năng này đã vượt qua đại thành của bản thể tông tiên thiên mật pháp rồi. Âm một tiếng, một cái to mập bàn tay vững vàng chắc chắn qua đấm của Đường Vũ Lân trước đó. Đó là một con tựa như bạch ngọc chạm trổ giống như vậy bàn tay, nhìn qua mập mạp thập phần phúc hậu, có thể Đường Vũ Lân như trước cảm giác được chính mình đánh giống như là núi non trùng điệp một dạng, không cách nào dùng chuyển ra mảy may. Hơn nữa khi hắn oanh trúng ra đối phương cánh tay này, một chớp mắt kia, Đường Vũ Lân còn rõ ràng cảm giác được, từ trong lòng bàn tay của Hồ Kiệt chuyển đến một cỗ kỳ lạ độ mạnh yếu, vừa thu vừa phóng phía dưới. Liên hóa giải ra chính mình phần lớn chủng kích lực lượng, hơn nữa liên kim long chảo lát bấy hiệu quả cũng đã hóa đi. Thật là mánh, Hồ Kết ở trong mắt vui vẻ, dạo dào, phình bụng ra mạnh mẽ một cái, người liền hướng về Đường Vũ Lân đụng vào. Hắn này do một cái bụng động tác này vô cùng đơn giản, Đường Vũ Lân lúc này một quyền không có kết quả, bụng liền đếm được. Lúc này to lớn mù mỡ đầy đủ giải hóa ra cánh tay dài độ ra khoảng cách, Đường Vũ Lân chỉ tới kịp thở đem phía bên phải của chính mình đầu gối nhắc tới, hướng đối phương trên bụng cửa ảnh tới.
Uỳnh một tiếng, giống như va chạm ở trên chuông lớn một sáng, một cô phá nhiên không thể nào ngăn cản được khủng bố đại lực lượng truyền đến. Đường Phố Lân toàn bộ người đã như trước là nhiều đạn pháo bị đụng bay ra bên ngoài. Kim bụng ngần mông, nay bụng thân này đều là Tiểu Diệu Đấu La vũ khí mạnh mẽ nhất. Một cái trùng kích đánh bay Đường Phố Lân, Tiểu Diệu Đấu La to mập này hai tay đột nhiên một vòng. Một cỗ to lớn hấp lực tùy theo đó truyền đến, bị đụng bay ra bên ngoài chính là Đường Phố Lân. Thân thể ở trên không trung đã bị một cỗ hấp lực dẫn dắt mạnh mẽ dừng lại một chút, sau đó lại bay về phía trước. Sau đó mọi người liền thấy thân thể của Hồ Kiệt lúc này giống như thuấn gian di động bình thường đã đến giữa không trung, sau đó dùng cái kia to mập bờ mông lập tức lúc này hướng xuống ngồi xuống. Chuyện này loại này hiếm thấy phương thức chiến đấu sự lấy khác tất quá đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ có A Như Hằng nhìn xem ánh mắt của Tiếu Diện Đấu La có vẻ hơi ẩn tình ra bất đính. Hắn làm như vậy đã nhận ra vì này thân thể tu vi chính là bản thể tổng lội tinh, lội tinh chi tâm hấu, thậm chí còn tại lão sư của chính mình bổn thể đấu la mục giã phía trên. Đường Phố Lân bị Hồ Kiến kim cương bụng đánh bay ở trong nháy mắt đó, toàn bộ người đều lâm vào trong trạng thái hôn mê, nhìn qua đơn giản và chám, nhưng mang theo hồn lực cực kỳ lớn xoay tròn lực lượng cùng với một cỗ kỳ lạ ở chấn động, cái kia chấn động vọt thẳng tới nhập ngũ tạng phủ lục phủ, thậm chí là nhảy vào trong hắn tinh thần chi hải ở chỗ sâu trong đó. Kinh khủng lực lượng va chạm này làm thân thể của hắn đều có một loại cảm giác tê dại. Khá lắm, bung thật sự là lợi hại. Thở sâu, sục sôi tiếng tim đập ngay tại lúc này vang lên trên. Đúng, đúng, đúng. Tim đập của Đường Phố Lân là song thanh đồng thời xuất hiện. Bò Phi nhảy lên trên kịch liệt không chỉ là trái tim, còn có long hạch.